thì kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 dự đoán đây không phải là một năm tốt cho bạn, may mắn đã giảm và bạn cũng phải cẩn thận khi mà bị ốm và bị thương. Tài lộc may mắn được coi là không tồi, nhưng sẽ có đào hoa chiếu đến bạn. Không bao giờ tham gia vào điều này vì nó có thể phá hỏng sự may mắn giàu có của bạn, đặc biệt là những người đã kết hôn, không bao giờ mơ về nó. Và bạn có thể sử dụng một số cách phong thủy để có thể tăng cường vận may. Trong nửa đầu năm 2020 thì những mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ có cơ hội được thăng chức và có mức lương cao hơn. Đồng thời, sếp của họ cũng hài lòng với kết quả công việc của mình. Họ vẫn cần phải làm việc chăm chỉ hơn và lên kế hoạch nghề nghiệp chi tiết để mở đường cho việc đạt được đòn bẩy cao hơn trong công việc. Đối với mệnh chủ tuổi Mùi sinh năm 1967, nạp âm ngũ hành là thiên hà thủy, đa phần là người vui buồn lẫn lộn, biết ăn nói, danh lợi đều có, vật chất đầy đủ. Năm 2020 canh tí, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ tương chiến, sẽ mang lại nhiều bệnh tật cho mệnh chủ về gan, những bệnh liên quan tới gân cốt, cũng sẽ là nỗi lo lắng của các gia chủ. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài. Trong năm canh tí 2020 này, các gia chủ tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý về công danh nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc thì tùy hứng. Nếu vẫn giữ tính cách như vậy thì bạn sẽ không thể có được sự nghiệp vững chắc, không thể thành công. Các công việc hiện tại không giúp bạn được nhiều như mong ước. Một mặt, năm nay cần phải đặc biệt lưu ý tới sức khỏe của mình, chú ý an toàn giao thông khi xuất hành. Mặt khác, nếu như mà năm nay muốn xử lý công việc tiền tài, có thể nghe lời của người nhà hoặc là người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Với những người tuổi Đinh Mùi thì nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi theo chỉ định của chuyên gia phong thủy để có thể hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc. Về tổng quan vận hạn của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vào năm canh tí, đối với nam mạng, tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2020 là 54 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên Hầu thực quả. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 thì sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất kỳ ai vì ắt sẽ phải nảy sinh chuyện bất lợi. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong năm 2020 là 54 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng, hạn toán vận và vận niên Hầu thực quả. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Với những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến đối với gia chủ. Trong đó thì có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai đó là chung vốn làm ăn cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn thường là xảy ra dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng ứng phó. Nếu người phúc đức kém, vận số xấu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phương án kích hoạt cùng tài lộc cho các gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, sửu tương ứng sẽ là các tháng 1, 2,
4 tháng Tư Nhuận 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là nhâm, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi nhâm như là nhâm thân sinh năm 1992, nhâm tuất 1982, nhâm tý 1972, nhâm dần 1962 và nhâm ngọ 2002. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ tương ứng với các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì sẽ chọn ngày hoặc giờ hợi, và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Hợi sẽ chọn ngày giờ là Mão. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ là ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Nhâm Ngọ 2002. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của tuổi Đinh Mùi năm 1967 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng, con. Dương Quý Nhân của tuổi Đinh Mùi năm 1967 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể đến việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Hợi. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Ngọ Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa cho những mệnh chủ tuổi Mùi trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất. Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng, cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng đó là khai sơn lập hướng mới, cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tý thì gia chủ 54 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tý, gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ là 54 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ cần phải tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 canh tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới thì cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ.
Đối với nam mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, hướng Tây Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch là hướng Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch là Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc hôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cùng tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về chuyện thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng Đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những nhà được hướng Diên Niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng Thiên Y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận đạt, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ cần phải chú ý. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường sẽ đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình.
Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé! Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm từ xưa tới nay thì cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với nhau, có màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương, đó là loài cây thu hút nhiều tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây có hình trái tim, đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Cuối cùng thì việc lựa chọn quần áo, màu xe mà có màu sắc phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn, phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty hay là cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.